Kính thưa quý vị và các bạn, tính đến 6 giờ sáng ngày hôm nay, theo thông tin từ Bộ Y tế thì cả nước không ghi nhận thêm ca mắc mới nào. Và theo thông tin của Bộ Y tế thì trong ngày hôm nay cũng sẽ tiến hành công bố 14 ca khỏi bệnh, nâng tổng số ca bệnh được điều trị khỏi tại Việt Nam là 142 người. Trước đó tính đến 18 giờ ngày hôm qua thì Việt Nam có thêm 4 ca mắc mới. Trong số 4 ca mắc mới có hai trường hợp là bệnh nhân số 253 và 254 đều trú ở Mê Linh Hà Nội liên quan đến bệnh nhân số 243. Ca bệnh số 252 là một bé trai 6 tuổi có địa chỉ tại phường 12 quận 5 thành phố Hồ Chí Minh, sinh sống tại Campuchia, gia đình có 2 người mắc Covid-19, em cùng người thân về Việt Nam vào ngày mùng 8 tháng 4 qua cửa khẩu Mộc Bài Tây Ninh. Ca bệnh số 255 có địa chỉ tại Bắc Quang Hà Giang từ Nga về sân bay Nội Bài vào ngày 27 tháng 3 trên chuyến bay số hiệu SU290